sẽ qua cư xá Bắc Hải, phường 15 quận 10, tại đường Hồng Lĩnh. Thì hôm nay chúng ta sẽ tham quan cái quán phở lâu đời nhất tại Sài Gòn. Nó rất là có tiếng về đồ ngon và lâu đời. Đây là quán phở Hành tại số SS4 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 15 quận 10. Mời các bạn. À, quán đây là chi nhánh chính, còn một chi nhánh giữa của anh trai chú Kim thì cũng ở gần đây, mới mở. Những cái đuôi và những cái thớt đặt ngay cái tủ kính rất là đắt mắt. Tái phi lê diềm. À, các bạn đây là hàng. Đây là tái thường. Còn đây là tái bắp. Dạ. Ở đây là không có bắp tái thường. Dạ dạ. Gân. Còn cái này là đuôi bò tách nóc xương. Đây là gân à? Gân trong. Dạ. Gân chữ y. Đây là đuôi bò tách. Đây là cái đuôi bò nóc xương. Dạ. Còn cái này ạ? Sách. Dạ. Còn bên gà đấy là đấy là xương bánh. Dạ. Gà đấy, xương gà. Đã hết rồi. Dạ. Hai cái nồi hầm của quán phở Hành. Thì chú chủ quán sẽ mở cho chúng ta xem. Rồi rất là sạch sẽ bằng inox. Không hết thân nước rồi. Hết nước. Cái này trong này chưa ấy, đang sôi. Đây. Liên tục hầm và để cho sôi cho xương với lại cốt thịt nó ra cốt. Cái này là hầm tới hơn 12 tiếng mới được ra nước. Mà phải hơn 12 tiếng hầm trong cái nồi này. Tức là từ trưa hôm nay là cho đến 6 giờ sáng ngày mai mới được ra nước. Dạ. Từ trưa hôm nay đến 6 giờ sáng ngày mai. Tức là cái xương bắt đầu nó đổ gần như rụng ra rồi thì cái nước nó ra. Dạ. 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 Bây giờ nó nấu nồi điện. Ngoài ra sẽ có thêm món lẩu, miếng bò, miếng bắp, giò heo, giả cầy và cả món nước cho mình với thực khách. Ghế quán luôn để sẵn rồi là bánh quẩy và cả những tỏi và rau và cả những gia vị cần thiết như những ớt này, tương này và những cái gia vị hoặc là thêm cho món phở chính thống. Bếp đặt tại cửa ra vào và những thực phẩm là được bỏ trong những cái ngăn rất là sạch sẽ và hợp vệ sinh. Và quán là ăn trong phòng máy lạnh nên rất là mát. Rất bàn gỗ rất là gọn gàng sạch sẽ. Đây,
vừa có máy lạnh và vừa có quạt nha các bạn, nên là rất là gọn gàng sạch sẽ cho một quán phở truyền thống. Thì mình hôm nay khoảng là bao nhiêu năm là 6-70 năm rồi, lên là của từ hai đời thôi ạ. Ba đời ấy. Ba đời thì phải hơn cả đời, đời cũ không biết mũi còn nhỏ. Dạ dạ. Đấy, thế xong rồi đến trên này theo bà nội, rồi bà nội rồi đến đời mình. Dạ dạ. Cho hỏi là quán phở mình thì bán từ mấy giờ? Từ sáng từ 6 giờ đến 1 giờ rưỡi chiều. Nghỉ đến mấy tiếng thì đến 4 giờ chiều là bán lại đến 9 rưỡi. Dạ, tức là bán 2 ca buổi sáng là tới 1 giờ rưỡi chiều, và buổi chiều là chiều từ 5 giờ chiều cho tới 9 giờ tối. 4 giờ chiều. Dạ, 4 giờ chiều. 4 giờ là được đến 9 giờ rưỡi tối. Tôi câu hỏi là mà phở mình là mình bán phở truyền thống thì có những cái món phở như thế nào? Đây thì nó có gồm có phở tái nạm gồng về đuôi viên phở gà. Dạ dạ dạ. Anh thấy quanh phở gà chút. Đây vừa là phở phở bò vừa phở gà. Vừa phở bò vừa phở gà. Đây nó có phở chiên giòn xào mềm. Dạ. Đó. Thì cái giá của mình thì từ giá của mình nhỏ nhất là 40. Dạ. Đặc biệt thì là 60. Con thấy trong menu của mình thường thường là có bò lẩu bò rồi hoặc là bắp hoặc là giò heo giả cầy nữa chú ơi. Có đầy đủ. Thì mấy cái món đó thì buổi sáng có không chú ơi? Tức là buổi sáng đã có rồi. Dạ rồi. Nên cái lẩu bò này mình đi giao khắp thành phố. Dạ. Cái quán phở hành của mình là có nguồn gốc từ đâu chú Kiên ạ? Nơi này là từ ở Hà Nội, phố Lò Đúc vậy. Dạ, phố Lò Đúc Hà Nội hả? Dạ rồi. Là truyền qua ba đời thôi chú Kiên không? Ba đời. Nếu mà tính ra đời bố là bốn đời chứ. Dạ dạ dạ. Bốn đời. Giờ là bốn đời rồi đó. Phải chả có quán nào bán cái này. Chỉ có mình nể chú thôi. Đắt mắc tiền hai nó không hiếm hàng. Rất là đều. Thịt rất là tươi nha các bạn. Thì nó có gân gân nên là thái nó khó. Có gân này gọi là gì mà chú? Có gân là gì? Yeah. Đấy, thịt rất tươi. Khác cái thái hay chưa? Yeah. Hả? Dạ. Giờ là gần 4-5 giờ chiều rồi. Thì chú Kiên và người nhà đang tất bật chuẩn bị những cái nguyên liệu, những cái đuôi, những cái thịt bò và cả những trứng non nữa. Thank you.
cái nồi hầm nước nước lèo của quán phở Chu Kiên, hầm bằng điện, hầm đúng 12 tiếng đúng không? 12 tiếng thì mới ra được cái nước phở như thế này, cùng gia vị độc rất là gia truyền và độc quyền của gia đình nhà Chu Kiên, đã truyền nhau từ ba đời nay rồi. Đó, chúng đang quay lại cho mình thấy những cái đuôi, những cái khúc đuôi hoặc là những cái hớ trên, những cái xương đang hầm ở trong cái nồi này, rất là bổ dưỡng, cũng là béo. Thì hai nồi này to như thế này là chú thường là hầm đúng nửa ngày trời thì ngày hôm sau thì mới bán được, để ra được những nước cốt, nước xương ngon nhất, đúng vị nhất. Từ 12 giờ trưa cho tới 6 giờ sáng ngày hôm sau mới được ra nước. Dạ, yeah, phải theo quy chuẩn đó thì mới được cái nước phở của nhà mình. Cái xương trong cái tủy xương với cái này mình mua về làm chứ không có cái gì làm sẵn hết á. Dạ. Tại là mấy người nói bao đời nay là mà những cái nguyên liệu là mình tự đi mua về và tự mình chế biến làm hết. Nhà mình chọn. Cái còn cái thịt này là ra ngoài không có. Dạ. Đảm bảo đi tất cả các cái thịt phi lê dìm này là chỉ có mình ở quán chú có thôi. Nó là hàng này là hàng đặc biệt. Dạ. Yeah. Chỉ có người trong nghề mới biết được cái miếng ngon. Dạ. Yeah. Quán chú thì sẽ có hai sảnh để ngồi ăn. Đây là sảnh chính nè. Rất là rộng rãi, thoáng mát. Từ đầu giờ chiều chúng ta vào thì chưa có khách đông. Thì ở đây ngồi phở thì có bún bò, tiềm thuốc bắc và cả những cái giò heo giả cầy bán cho hộp. Đây là sảnh chính, rất là mát mẻ bằng máy lạnh. Chính thì sẽ có một cái không gian phụ bên này để khi mà đông thì khách có thể dồn qua đây. Sức chứa buổi sáng ngồi kín hết, là ngày nào buổi sáng cũng phải kín luôn hai cái gian này. Là ngồi kín hết. Yeah, đây là gian phụ rất là rộng rãi, rất là mát luôn, như gian chính bên này cũng như các bạn. Đây, gian chính của phở hành đây, máy lạnh. Không à, có mấy anh đấy. À, bắp hoa. Cái bắp hoa này chú. Bắp hoa. Bắp hoa của thịt bò đây. Cả con bò nó chỉ được có hai cái. Cả một bò lớn chỉ được hai cái bắp hoa thôi. Có khoảng 3 lạng này. Dạ. Nó chỉ có khoảng 3 lạng, 4 lạng là chú đang, đó, chú đang lấy có cái bắp một hoa. Con chỉ có một cái này. Đây là bắp hoa. Một con là được một cái thôi chú. Cái này thôi. Dạ. Giờ thái được một phần. Đây là cái phần đặc biệt nhất của con bò. Là cái bắp hoa. Chỉ có những người mà trong nghề hoặc là lâu năm rồi, là những người mà thích lấy thực phẩm thật đặc biệt với số lượng. Cái hàng này là hàng đặc biệt của con bò. Của con bò. Con bò thì có một miếng. Nó có hoa ra nó có gân nè. Cả con bò chứ chỉ được có hai cái như vậy. Dạ, một con bò to mà được có hai miếng. Hai cái vậy thôi. Mà đây là biết bao nhiêu con bò mà đặt. Dạ. Đấy. Rồi, cảm ơn. Trong một cái lõi. Dạ. Các bạn nhìn đây là bắp cân là cái bắp rùa. Bắp rùa. Trong này cái bắp hoa. Dạ. Đó là ngon nhất. Hàng đỉnh cao của con bò. Chú Kiên vừa chia sẻ cái hàng bắp hoa đỉnh cao của cái thịt bò cho mọi người nghe. Các bạn đã hiểu vì sao mà phở hành nó tồn tại từ rất là lâu đời và được rất là nhiều người biết đến. Ai đi qua đây cũng ghé ăn phở. Thì nó gồm cái gì chú ạ? À? Rất đầy đủ của bò đó. Nó có viên đuôi, tái, nặng, đồ, bè, gân. Và cả đuôi nữa. Có đuôi đây hai miếng. Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ. Là đầy đủ. Thật vậy đó.
đi đuôi bò và những cái xương, những cái tủy để được hầm đúng 12 giờ thì sẽ được lấy từ những cái nồi, hai cái nồi to thế này. Người nhà chú Kiên sẽ sang qua bên này nồi này để bán hàng ngày. Một ngày thì sẽ đem qua cái nồi bên này để móc cho tiện và dễ. Quán phở rất là sạch sẽ, rất là mát và không có một con ruồi hay là không gian rất là gọn gàng. Chú Kiên đã bán rất là lâu năm trong nghề rồi, chú có thể vừa nói chuyện vừa thái hành, không nhìn. Thái hành mà không cần nhìn vào tay, có nghĩa là chú rất là quen tay rồi. Chỉ có những người mà thợ gia truyền hoặc là lâu năm trong nghề thì có những cái thói quen sắt đều và từng thớ thịt, một cái giống như mười. Kiên lấy nói là lấy từ Đà Lạt, rất là giòn và rất là ngon để sử dụng nấu cho món phở bò gia truyền đã có từ rất là lâu đời. Thì chú Kiên sẽ điều gì cho chúng ta coi cái cách thái hành tây tại cái quán phở hành. Đây là mình cắt cái bún đấy đi. Dạ. Yeah. Bỏ thì nó không bị dính đấy. Cắt hình là không cần nhìn nha các bạn. Không cần nhìn. Tốc độ và rất là đẹp. Thì cũng làm như đầu bếp 5 sao vậy các bạn. Rất là nhanh, rất là chính xác và rất là đều. Cái bào thì nó không bén. Cái bào nó không bén mà cái dao đi xuống một cái nó rất khoát như vậy. Dạ. Yeah. Bào anh phải đẩy nó ra cái nước hoặc là nó bị dập thành phải không đúng? Dạ. Thì bằng dao bén thì nó mới không bị dập thành. Mình đi xuống một đường nó rất khoát hơn. Dạ dạ dạ. Thì cái hành này nó giữ được cái nguyên cái và cái chất của nó. Dạ, bằng dao bén thì nó mới giữ được cái chất của hành và không bị ra nước. Không bị ép. Đó, cái hành ở trong nó bóng bẩy tươi ngon này phải không? Dạ. Yeah. Cái cách hành thái ở đây nó cũng khác với mọi người là cái. Dạ dạ dạ. Mọi người thì thường là bào. Dạ. Yeah. Bào không. Nhưng mà mới làm nó chưa cũng quen. Nó không cái đứt tay nữa. Đúng rồi. Đây là trùng phở hả chú? Trùng phở. Cái này là tráng tô. Kìa, tráng cho nó nóng. Nóng và nóng xanh. Vừa sạch sẽ vừa nóng tô. Ông chủ đeo bao tay để cho
lấy thịt ta bọc cho một tô cho nó sạch sẽ, rất là vệ sinh các bạn. Lên cái bốt. Cùng có nguyên bò lên tái làm gì không? Ê, thập cẩm á chú ạ. Tái làm gì không? Tái bò viên hả chú? Một tô này thì bao nhiêu tiền chú kia? 45.000. Hai đứa nó mới làm 45.000 này. Đó. Đây là bò viên đây. Tái bò viên. 6-300. Chú có bánh giá. Đây là khách mua lẩu bây giờ, lẩu đuôi bò hả chứ? Lẩu đuôi bò cái này là thập cẩm á, cái này là thập cẩm. Lẩu thập cẩm. Đấy. Lẩu á, nó là bổ dưỡng. Cái này là có cả rau nó là 300.000. Dạ, 300.000 một cái lẩu. Quá rẻ luôn. Khách mua này về đây. Đang ra một cái phần đuôi để bán phở và hoặc là bán lẩu. Những cái dao tại quán chú thì luôn được mài với công trình đạn là bén nhất. Thank you.